Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá mô tô Kawasaki mới nhất trong tháng 6 năm 2022 tại đại lý Việt Nam. Một loạt các dòng xe mô tô của hãng Kawasaki đang giảm giá rất mạnh tại thị trường Việt Nam, xuống dưới mức giá đề xuất tới cả 1 triệu đồng một chiếc. Kawasaki cung cấp cho người hâm mộ rất nhiều cái chủng loại mô tô khác nhau tại thị trường Việt Nam. Phân khúc xe mô tô thể thao thì Kawasaki có những cái dòng siêu xe như Ninja ZX10R ABS 2022 hay Ninja H2 Carbon 2021, hoặc các dòng mô tô cỡ nhỏ tầm trung như cái chiếc Ninja ZX25R SE 2022 hay cái bản đợt Ninja 400 ABS 2022, Ninja 650 ABS KAT Edition. Trong cái phân khúc mô tô chậm lỡ thì hãng Kawasaki cũng có rất nhiều dòng xe tầm trung. Ngoài ra, sản xuất mô tô tính từ Nhật Bản còn đem tới cho người tiêu dùng Việt Nam những cái dòng mô tô hành trình cỡ nhỏ và tầm trung, nổi bật như cái dòng Versi X300 ABS Tourer, X300 ABS City, Vulcan S ABS, bên cạnh các dòng mô tô cổ điển như Z900 ABS hay là W175. Về mức giá bán của các dòng mô tô của Kawasaki tại thị trường Việt Nam có mức giá ổn định rất cao, ít khi có hiện tượng bị trên cao hơn mức dự xuất. Thậm chí trong đầu tháng 6 năm 2022, có nhiều cái dòng xe còn được ghi nhận có mức giá bán thực tế thấp hơn mức giá đề xuất. Để giúp các bạn xem clip tiện thông tin tham khảo cho mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá của các Kawasaki mới nhất trong tháng 6 năm 2022 như sau. Cái chiếc Z400 ABS 2021, mức giá đề xuất là 149 triệu đồng, giá bán đại lý là 148 triệu đồng. Z650 ABS 2021-2022, mức giá bán đề xuất là 187 triệu đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 186 triệu đồng. Z1000 ABS, mức giá bán đề xuất 425 triệu đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 423 đến 424 triệu đồng. Cái chiếc Z1000R ABS, mức giá bán đề xuất là 478 triệu đồng, mức giá bán đại lý là 477 triệu đồng. Kawasaki Ninja ZX25R SE 2022, mức giá bán đề xuất là 191 triệu đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 189 triệu đồng. Kawasaki Ninja 400 ABS KAT Edition, mức giá bán đề xuất là 162 triệu đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 160 triệu đồng. Kawasaki Ninja 650 ABS KAT Edition, mức giá bán đề xuất là 200 triệu đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 199 triệu đồng. Kawasaki Ninja ZX10R ABS 2022, mức giá bán đề xuất là 729 triệu đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 727 đến 728 triệu đồng. Kawasaki Ninja H2 Carbon 2021, mức giá bán đề xuất là 1 tỷ 300 triệu đồng, mức giá bán đại lý là 1 tỷ 298 triệu đồng. Kawasaki Versi X300 ABS Tourer, mức giá bán đề xuất là 163 triệu 100 nghìn đồng, mức giá bán đại lý là 162 triệu đồng. Kawasaki Versi X300 ABS City, mức giá bán đề xuất là 145 triệu 400 nghìn đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 144 triệu đồng. Kawasaki Vulcan S ABS, mức giá bán đề xuất là 239 triệu đồng, mức giá bán đại lý là 238 triệu đồng. Kawasaki Z900 ABS, mức giá bán đề xuất là 415 triệu đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 414 triệu đồng. Kawasaki W175, mức giá bán đề xuất là 69 triệu đồng, trong khi mức giá bán đại lý là từ 68 đến 67 triệu đồng. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy vào từng đại lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.